Anh à, một tí nữa nói chuyện với con, nhẹ nhàng với nó nha anh. Giang à, bố mẹ có chuyện này muốn nói với con. Ngồi xuống đi con. Hai mẹ con ngồi xuống đi. Hà Giang ạ, trước khi báo tin này cho con, bố mong rằng là con phải hết sức bình tĩnh. Bố biết rằng con sẽ phải suy nghĩ rất nhiều khi con biết được một cái sự thật như thế này. Thật ra thì mẹ con cũng chưa muốn cho con biết đâu. Muốn con là bình tâm trước những cái rắc rối trong cái chuyện riêng tư một chút. Nhưng mà bố thì bố nghĩ khác. Việc gì mà mình phải giữ bí mật mãi trước những cái mà gia đình ta lâu nay vẫn coi là một cái thứ hết sức quý giá của mình. Đúng là không bao giờ mà cứ phải khép kín mãi như thế này được. Hơn nữa đây là một cái chuyện rất vui con ạ, chứ đâu có phải là cái chuyện gì buồn mà phải ấp ủ, đúng không nào con? Sở dĩ bố phải dài dòng như vậy ấy, là thực ra là chuyện này nó cũng không đơn giản một chút nào cả. Bố, con cũng đâu còn nhỏ nữa đâu, có chuyện gì mà con không chịu đựng được chứ? Bố mẹ cứ nói. Hà Giang ạ, thực ra thì cái chuyện này không phải là biết trước hay là biết sau, mà vấn đề quan trọng nhất ấy là con sẽ sống như thế nào sau khi biết chuyện này. Hoàn toàn là bố mẹ không muốn con bị tổn thương con ạ. Nếu vậy thì sự thực đó kinh hoàng tới mức độ nào mà có thể khiến con bị tổn thương? Gia đình mình sắp đón nhận một người rất quan trọng trong gia đình. Đó là một phần máu thịt của chúng ta. Người này chưa bao giờ con gặp. Đó là... Hà Giang ạ, thôi bây giờ thế này đi, con hãy đi chuẩn bị đi. Cả gia đình ta sẽ đi Lâm Đồng ngay lập tức, rồi tất cả mọi chuyện sẽ được sáng tỏ ngay thôi mà con ạ. Mẹ, mời các thí chủ vào chùa. Vào đi con. Vào con.
Thiện Tâm, ở lại với gia đình của con nha. Mọi người cứ tự nhiên. Con ngồi xuống đi. Là đây con. Hà Giang ạ, gia đình ta bấy lâu nay có chuyện vẫn được giữ kín. Bây giờ đã đến lúc thuận lợi. Bố mẹ muốn cho con biết tất cả mọi chuyện đây. Bố mẹ giới thiệu với con là đây là San Tuyết, em gái của con. Bố mẹ biết con rất bất ngờ về chuyện này. Em con thì bị thất lạc từ thuở nhỏ. Thì ra đây là bí mật mà bố mẹ đã giấu con. Hà Giang ơi, con phải thông cảm cho bố mẹ. Bố mẹ hết sức là vất vả, tìm kiếm bao lâu nay mà không tìm được em con. Bây giờ đã tìm được em con rồi thì bố mẹ phải cho con biết tất cả mọi chuyện chứ. Nhưng tại sao bây giờ con mới được biết? Con biết Thiện Tâm từ lâu rồi. Cô nói đi, cô biết chuyện này đúng không? Tại sao cô không nói cho tôi biết? Giang. Hà Giang, sao con lại ăn nói như vậy? Tại sao con không được nói? Một bí mật mà cả gia đình đều biết, chỉ một mình con là không biết. Mà con biết rồi, bây giờ trong lòng bố mẹ chỉ có mình cô ta mà thôi. Hà Giang đâu còn là gì nữa. Giang. Hà Giang. San Tuyết đi. Bố mẹ có lỗi với con rất nhiều. Con hãy tha lỗi cho bố mẹ. Và con cũng đừng phiền chị ở con nữa nhé. A Di Đà Phật. Một bí mật mà cả gia đình đều biết, chỉ một mình con là không biết. Mà con biết rồi, bây giờ trong lòng bố mẹ chỉ có mình cô ta mà thôi. Hà Giang đâu còn là gì nữa. San Tuyết à, nghe mẹ nói nè con.
mẹ. Mẹ xin lỗi. Việc xảy ra như vậy là do lỗi bố mẹ. Đáng nhẽ ra mẹ phải nói với chị con từ trước. Có lẽ chị con quá bất ngờ. Vào đi con. Để bố mẹ nói với chị. Từ từ chị con hiểu mà. Đây không phải là lỗi của bố mẹ hay là của chị đâu, mà đây là lỗi của con. Con à, bố mẹ tìm được con hạnh phúc lắm. Hai đứa con đừng có làm như vậy để cho bố mẹ buồn. Tìm gặp được bố mẹ là con hạnh phúc lắm rồi. Bây giờ con được gặp chị nữa. Nhưng mọi việc đường đột quá. Bố mẹ cho con thêm thời gian. Mấy bữa nữa lên trường, con sẽ ghé thăm bố mẹ. Sang Tuyết. Mẹ, mẹ đừng lo lắng cho con quá nhiều. Con không sao đâu. Mẹ vào với chị con đi. Con. Hà Giang à, nói gì với mẹ đi con. Con đừng có im lặng như vậy con à. Lỗi là do bố mẹ, không phải là do em con đâu con à. Giang, con có việc phải về Sài Gòn. Mẹ cứ vào lo cho San Tuyết đi, con không sao đâu. Đáng nhẽ ra mình phải nói chuyện với con Hà Giang trước. Đường đột như thế này, con Sang Tuyết nó cũng khó xử. Con Giang nó quen được nuông chiều từ nhỏ, quen sống một mình, nay phải chia sẻ tình cảm với người khác. Bây giờ chúng ta lại có thêm con Sang Tuyết, em sợ. Thì nó cũng phải biết thế nào là phải trái chứ. Dù sao thì đấy cũng là em nó, đâu có phải là người dưng nước lã. À, mà tại sao nó lại biết con San Tuyết nhỉ? Từ trước đến nay chuyện này vẫn được giữ kín mà. À, hay là nó đã biết tất cả rồi mà nó lại giấu mình. Không thể có chuyện như vậy được. Anh đừng có nói như vậy, con nó nghe được nó lại buồn. Anh à, gọi chú Công đưa mình về Sài Gòn ngay đi anh à. Oai, thế còn San Tuyết? Con San Tuyết không phải lo đâu. Ngay lúc này, em chỉ lo cho con Hà Giang thôi. Có chuyện gì thì em cứ nói cho anh biết đi. Đừng chút hết vô đồ như vậy. Làm anh thấy lo rồi đó.